Vào khoảng 12 giờ trưa nay ngày 4 tháng 8, tại cửa hàng kem Baskin Robbins trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm hàng chục nhân viên và khách hàng phải một phen nháo nhào. Theo một nhân viên cửa hàng cho biết, vào thời điểm trên, khi mọi người đang làm việc thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn ở khu vực tủ đông. Sau đó ngọn lửa bùng lên nên mọi người phải hô hoán nhau tháo chạy hỗn loạn ra ngoài. Đồng thời báo lên cơ quan chức năng, một số nhân viên cùng bảo vệ dùng bình chữa cháy mini dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận 3 đã huy động 5 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, nhiều vật dụng trong cửa hàng bị cháy rụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn trên được xác định do tủ đông hoạt động quá tải nên xảy ra chập điện khiến bình ga lạnh phát nổ và gây cháy. Thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp cháy nổ liên quan tới chập điện. Trước đó vào đêm 2 tháng 8 và chiều ngày 3 tháng 8 cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn do chập điện trên địa bàn quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp, làm nhiều người ngạt khói phải nhập viện cấp cứu.